chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hiện cho các bạn một cái số đồ dùng mà mình lắp trên xe của mình trong một năm vừa qua. Thì mình sẽ hiện cho các bạn cái mà cần thiết nhất đến cái những đồ dùng giải trí trên xe của mình. Mời các bạn tham quan nha. Đây là mình hiện bạn cái ốp xích lốp của mình đó, thì mình đã tích hợp trên cái màn hình mình như thế này nè. Thì mình chỉ cần bấm vào mình lựa chọn á, thì đây là cái số ký trên xe của mình. Thì cái bánh ở bên trái ở bánh trước thì nó hơi căng nha các bạn đó. Ví dụ như các bạn dưới 1,8 kg nó sẽ kêu, còn trên mà 3,3 kg nó sẽ kêu là áp suất mình sẽ căng quá nha. Để mình sẽ hiểu các bạn á, là một cái mọi bánh xe mình sẽ có, ví dụ như bánh xe mình có bị xì trục đường thì mình sẽ sử dụng, với các bạn mình thay bơm bằng điện trong ô tô nha các bạn. Còn vấn đề mà bình bị hết á, thì mình có một cái bột cái bình này nè, đây là một cái bình này nè. Đường mà các bạn, tại vì mà xe mình là bình nước á, thì khoảng chừng 3 tháng nó phải châm nước một lần. Nếu mà để cạn nước thì nó sẽ bị chết bình. Thì mình sẽ có một cái bột cái bình như thế này. Các bạn sẽ cho cái đầu màu đỏ vô, nó có làm dấu nè, cái đầu màu đen nè, cộng trừ nè, thì các bạn sẽ cho vào như thế này. Thấy không? Các bạn cho thế này nè, các bạn cắm vào. Thì các bạn cắm vào thì các bạn bóp thì nó bình nó sẽ kích lên trở lại để mà mình sử dụng tiếp nha các bạn. Tại vì cái này mà ví dụ là cái này có dài trong nhà bộ nên các bạn cũng mua thì mà để cho hết bình thì đó là theo bình thường nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn là một cái bộ cảm biến da lùa của mình nha. Trước sau nha. Thì đây là cái bộ cảm biến của mình. Đó. Ở đây mình có một cái nút tắt mở cảm biến nè, đây là mở nè, đây là tắt nè. Khi bạn bấm mở thể hiện các bạn cái bộ camera 360 của mình. Bây giờ thì mình sẽ mở camera trước cho bạn coi. Đây là camera trước của mình. Các thấy không, khi xe vừa chạy qua thì nó sẽ nhận diện được xe nó ở phía trước mình nha các bạn. Còn đây mình sẽ tiếp tục đó là đây là camera lề trái, camera lề phải. Đây mình mở camera lề phải cho bạn coi. Đây là camera lề phải, còn đây là camera lề trái, còn đây là cái camera phía sau. Đây là phía sau của mình, đây là phía trước. Có xe chạy qua thì cái cảm biến nó sẽ nhận diện nha các bạn. Sau đây mình sẽ hiện bạn cái màn hình mà mình đã lắp. Đây là màn hình ZTEC Z900. ZTEC Z900 thì đây là một cái trợ năng cho mình lái xe rất là nhiều. Ví dụ mình có thể mở bản đồ tùy thích, nó có thể cảnh báo tốc độ, nếu mình chạy quá tốc độ thì xe sẽ kêu nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình muốn đi đến đâu thì mình chỉ cần ra lệnh giống nó thôi nha các bạn. Dẫn đường tôi đến bưu điện thành phố Hồ Chí Minh bằng Navitel. Thì trên bản đồ này, thì trên bản đồ này thì nó sẽ báo mình là đây là một km nữa mình sẽ rẽ trái, 3 cây rưỡi sẽ rẽ phải. Đoạn đường này là được chạy 50 km, nếu bạn chạy quá 50 km thì nó sẽ báo nha. Ngoài ra các bạn muốn nghe nhạc thì các bạn rất là dễ, chỉ cần bấm mở nha, bài gì nó tên bài nè. Ví dụ như mình mở nè, mở video còn đau hơn chữ đã từng. Nó cũng rất là tiện nha các bạn. Ngoài ra thì nó cũng có một cái bộ điều chỉnh âm thanh nữa. Đây bộ điều chỉnh âm thanh nữa. Mình thì không có rành về âm thanh lắm, nhưng mà trong hình này nó có luôn. Đây âm liền. Các bạn thấy nó có bộ điều chỉnh âm thanh, thì mình không có rành âm thanh lắm, nhưng mà màn hình này nó có bộ điều chỉnh âm thanh. Còn đây là cái máy làm nóng lạnh của mình khi mình đi ra đường nha các bạn. Cái máy làm nóng lạnh của mình, mình có thể để lon nước ngọt vô thì nó sẽ làm lạnh luôn nha các bạn. Nó có nút nóng nút lạnh luôn nha các bạn. Ngoài ra mình có sắm một cái iPhone 5 thế này nè, để mình nghe nhạc, để mình nghe nhạc cho mọi người. Ví dụ như mọi người đang chạy thì mọi người phía sau có thể ngồi nghe nhạc được nha các bạn. Ở hàng phía sau thì mình có một cái lưới chống nắng này nè các bạn. Mình có hai lớp thế này. Khi mình có thể mình có một cái remote để mà giải trí mà mở bài á. Ví dụ như mình muốn mở bài gì thì mình mở màn hình lên nha, thì nó sẽ mở theo cái màn hình ở phía trên. Ở hàng sau thì mình có hai cái màn hình để mà giải trí nè, mình muốn mở nhạc hay chuyển bài thì mình có remote cho các bạn. Mình cần bấm thôi, mình gọi là giọng nói cho các bạn. Mở video còn đau hơn chữ đã từng. Đó, rồi mình bấm play nha các bạn. Rồi sẽ hát.
màn hình này vẫn có thể hoạt động độc lập nha các bạn, hoạt động độc lập. Đây mình xin giới thiệu các bạn, đây là bàn làm việc của mình. Mình chỉ cần kết nối điện thoại với cái màn hình này thôi là mình sẽ có thể làm việc được nha các bạn. Ví dụ như đây nè, chuột trong hiển mình nè. Mình muốn mở web thì mình sẽ thế này vào đây thế này. Như mình vào làm. Đây mình sẽ các bạn này vô cho bạn coi đây. Mình tắt chuột và phím. Đây, mình chỉ cần đóng lại. Thì mình bộ phát wifi của mình, mình chỉ cần đề máy là nó sẽ mở, còn mình tắt máy là nó sẽ tắt nha các bạn. Còn đây là cái camera hành trình của mình nè. Thật ra thì mình chỉ để xem giờ thôi, hoặc là mình sẽ quay lại những cái cảnh nào mà nó hớ hên nhất. Đây mình có một cái gương lồi mini để khi mình quẹo á thì mình cũng sẽ thấy được hai bên. Bạn vừa đi check lộ trình đã định. Đây các bạn, đây bên đây cũng nè. Còn đây là cái tì tai của mình. Đây là cái tại mình rất ưng ý, mình đã mua mấy cái tì tai rồi. Thì cái tì tai này á thì nó sẽ có cổng sạc ở đây nè. Và nó sẽ có hai ngăn luôn các bạn. Đây nó có một cái khay đựng nước. Và nó lấy rất là dễ. Đây, con mở lên vậy thôi. Nó vô khớp luôn. Thì mình chạy mình để cái tai này rất là thoải mái nha các bạn.